xin chào các bạn trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo đường kẻ chéo cho ô trong quật để tạo đường kẻ chéo cho ô á thì chúng ta có 3 cách sau đây bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách số 1 tức là dùng border trong tab home giả sử như ở đây tôi muốn là tạo đường kẻ chéo cho ô này thì tôi sẽ đặt con chỏ chuột tại ô đó sau đó tôi sẽ vào tab home tiếp theo tôi chọn vào công cụ border bên cạnh công cụ border á nó có mũi tên chỉ xuống bây giờ tôi sẽ chọn vào ở đây á có nhiều tùy chọn. Nếu mà các bạn chúng ta muốn tạo đường kẻ chéo cho ô á thì các bạn chúng ta sẽ chọn một trong hai tùy chọn sau đây. Nếu mà các bạn chọn vào diagon Down border á thì lúc này á nó sẽ tạo ra đường kẻ chéo bắt đầu từ trái sang phải. Còn nếu mà bạn chọn vào diagon up border á thì nó sẽ tạo ra đường kẻ chéo bắt đầu từ bên phải sang bên trái. Đó, hai kiểu các bạn có thể là chọn kiểu nào cũng được nha. Rồi giả sử như đây, tôi sẽ chọn vào diagon Down border để tôi tạo đường kẹt chéo bắt đầu từ trái sang phải rồi sau khi tôi đã tạo đường kẹt chéo rồi á bây giờ tôi sẽ viết nội dung ở bên phải á tôi sẽ viết là thứ còn ở bên trái á tôi sẽ viết là số thứ tự rồi bây giờ tôi sẽ viết nội dung ví dụ như ở đây là thứ này nội dung chữ nó to quá bây giờ tôi sẽ quét chọn vào sau đó tôi sẽ chỉnh cho nó nhỏ lại ở đây tôi sẽ chọn kích cỡ chữ là 14 sau đó tôi sẽ căn nội dung này á nó nằm ở bên phải thì ở đây tôi sẽ chọn vào căn phải này rồi tiếp theo ở đây tôi sẽ xuống dòng bây giờ tôi sẽ gõ là số tự bây giờ tôi sẽ căn số tự á nó nằm ở phía bên trái thì ở đây tôi sẽ căn trái này rồi các bạn có thể là chỉnh kích thước dòng để cho nội dung nó hiển thị đẹp hơn đó thì lúc này á nội dung sẽ hiển thị đẹp hơn đó là cách đầu tiên để chúng ta có thể là Kẻ chéo ô rồi tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai tức là dùng border trong mini 3 thì cũng làm tương tự nha rồi giả sử như ở đây tôi muốn là tạo đường kẻ chéo cho cái ô này theo cách thứ hai thì tôi sẽ làm như sau này đầu tiên á tôi sẽ chọn vào ô này sau đó tôi sẽ bấm phải chuột khi tôi bấm phải chuột á thì lúc này á nó sẽ xuất hiện một thanh thanh này gọi là mini 3 thì cũng giống như cách đầu tiên các bạn chúng ta cũng vào công cụ border sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào đường kẻ chéo Đó Lúc này chúng ta đã tạo đường kẻ chéo trong ô Đây là cách thứ hai Và cách thứ ba là chúng ta dùng drag table để chúng ta tạo đường kẻ chéo trong ô. Thì đối với cách thứ ba này, giả sử như đây, tôi muốn là tạo đường kẻ chéo cho ô này này. Thì tôi sẽ vào tab insert, sau đó tôi chọn vào table. Tiếp theo tôi chọn vào drag table Thì lúc này á, con chảo chuột của tôi nó sẽ biến thành hình cây bút. Rồi bây giờ tôi sẽ kẻ này. Đó, lúc này tôi đã tạo đường kẻ chéo xong rồi. Rồi để thoát khỏi hình cây bút này. Các bạn chúng ta sẽ bấm đúp chuột tại một vùng trống bất kỳ ở ngoài màn hình này. Đó, các bạn thấy không? Lúc này tôi đã tạo đường kẻ chéo theo cách thứ ba. suy ra thì hai cách đầu tiên á nó sẽ tạo nhanh hơn là cách thứ ba. Như vậy là trong video này tôi vừa hướng dẫn cho bạn ba cách để bạn có thể là tạo đường kẻ chéo cho ô trong Word. Nếu thấy video hay hiểu đó thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.